rồi đầu mới vô không biết gì ha. Giờ cái vẽ hình này hình kia đã dễ sợ luôn ha. Thấy người nó khác ha. Mới đầu vô mình không biết gì, mình cũng còn lo lắng lắm đúng không? Mình không biết mình có làm được không, mình không biết mình có học được không. Mà thầy cũng thương em chỗ em vừa đi làm vừa đi học cũng giỏi, chịu khó. Vừa đi làm vừa đi học, chứ đâu phải là mình rảnh mình đi học không mới dễ. Đi làm đã mệt rồi, thì phải dành thời gian học nữa. Chịu khó lắm mới làm được cái việc đó. Mà trong nghề này á, mấy người mà chịu khó nha, phải đam mê, phải chịu khó, phải kiên nhẫn. Giờ mấy em học á, là mấy em có thầy ngồi kế bên, bên là chỉ cặn kẽ tận tình á, thì đúc kết thì những cái gì nó hay nhất thì dạy mấy em nó dễ hiểu. Hoa này phố lên cái đầm, mốt về vẽ cái đầm cho nó thiệt là đẹp, mặc đi ăn đám cưới sinh nhật gì đó, bảo đảm vô chỗ ai cũng phải ngước nhìn. Người ta bỏ mấy triệu ra ta mua cái đầm chưa chắc đẹp bằng mình nha, tại vì mình vẽ theo cái ý của mình, bằng tay của mình làm vẫn giá trị hơn. Rồi giờ mình bỏ tiền mình đi thuê người ta vẽ thì cũng được thôi, nhưng mà nó đâu có giá trị bằng mình vẽ đúng không? Cái gì đôi tay mình làm lên lúc nào cũng vẫn có giá trị hơn. Vừa là công sức mình phải cực khổ mình học mình mới biết chứ, đâu phải tự nhiên biết đâu, phải học mới biết. Mò mẫm mà làm tầm bậy tầm bạ không à. Đâu, em vẽ là nhiều là vải, em thấy có sự cảm nhận khác nhau đúng không? Ừ, cái bãi này là bãi khác. Quanh là bãi von. Nên bãi von nè. Bãi von nó cũng mỏng tan à. Nhưng mà mình vẽ hình to cũng không sợ bị cứng à. To này hình to, không phải nhỏ đâu. Hình này cũng rất là to, hoa này rất là to. Đây là bãi von, mỏng tan. Mỏng lắm luôn á. Còn đây là bãi phi. Đây em đang vẽ là bãi phi bóng. Nó láng, nó trơn. Mỗi cái nó có một cái vải khác nhau hết, nhưng mà mình kỹ thuật mình tốt á, vẽ đâu cũng được chứ, vẽ đâu cũng ngon lành. Như cái áo chùm còng đó, áo chùm còng tím tím đó là vải gấm á, cái vải nó nổ gân lên luôn á, mà nổ gân gân chứ mình vẽ phải sắc sảo bén nét, chứ không phải nó phải có gân là vải gì đó mình đổ thừa, không phải. Vải càng khó làm càng được mới hay. Thank you.